thuốc đặc trị rầy rệp và các loại con chích hút trên cây trồng. Cái số này sẽ đi về Quảng Ninh. Đặc trị bọ trĩ rầy xanh, rệp sáp, bọ phấn, rầy nâu và bọ nhảy rệp trên các loại cây trồng khác nhau nhé. Thuốc lưu dẫn mạnh.